Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 8, tại đường Nguyễn Văn Linh, ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu và xe máy khiến hai người tử vong. Thời điểm trên, xe bồn chạy trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ quốc lộ 1 đi về quận 7. Khi đến đoạn giao với đường Quản Trọng Linh, ô tô va chạm mạnh với xe máy tại làn hỗn hợp. Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc khoảng 3 km trên đường Nguyễn Văn Linh. Điều lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường phong tỏa, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn. Cũng trong ngày 26 tháng 8, vào khoảng 10 giờ 15 phút tại km 16 cộng 500, quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Thời điểm trên, chị DHD, sinh năm 1979, điều khiển xe máy biển kiểm soát 12P1-11864, chở theo con là DHKA. Khi đi đến đoạn đường trên, xe máy của chị D vượt lên bên phải. Phía trước đầu xe ô tô tải ben, biển kiểm soát 12C-07172 do Hoàng Trọng Việt, sinh năm 1996, trú tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, đang đi phía trước cùng chiều. Hậu quả khiến chị D tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, cháu A bị thương nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 26 tháng 8, Công an huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ việc bé gái 13 tuổi mang thai. Trước đó, một phụ nữ trú ở huyện Iagrai dẫn con gái 13 tuổi đến khoa sản, trung tâm y tế thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để khám bệnh với các triệu chứng đau bụng. Qua thăm khám siêu âm, các bác sĩ phát hiện trong bụng bé gái 13 tuổi có một thai nhi 15-16 tuần tuổi. Bác sĩ khoa sản tiếp nhận thăm khám cho cháu T chia sẻ. Nhận thấy thông tin bất thường, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku đã nói chuyện riêng với cháu, thì cháu T nói rằng có nhiều lần bị cha dượng xâm hại. Vị bác sĩ này cho biết, cháu T rất hoang mang khi biết tin, cháu khóc liên tục. Mẹ cháu gọi điện cho chồng thì người này cũng thừa nhận hành vi xâm hại bé gái. Tuy nhiên khi các nhân viên y tế đang làm hồ sơ để chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh thì người mẹ và cháu T đã tự ý rời khỏi bệnh viện ông đặng lương minh điệp phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã iag huyện iagrai tỉnh gia lai cho biết ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công an xã xác minh báo cáo lên công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật ông điệp khẳng định vụ việc mới xảy ra và vẫn đang trong quá trình điều tra của lực lượng công an chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ quan đoàn thể của xã thăm hỏi động viên tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý và việc học hành của cháu Trước vụ việc này, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Pleiku khẩn trương báo cáo tình hình có liên quan đến cơ quan công an thành phố Pleiku để biết và xem xét xử lý theo quy định, đồng thời báo cáo về Sở Y tế để theo dõi chỉ đạo. Công an huyện Iagrai hiện đã mời những người có liên quan đến làm việc, đồng thời thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc, đồng thời hướng dẫn làm các thủ tục lấy mẫu ADN để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết cháu T hiện đang là học sinh lớp 8, một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Iagrai. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đang tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dãy quán cà phê võng, quán ăn kết hợp sửa xe, dùng chiêu trò rút dây mô bin sơn để phá hỏng xe của khách diễn ra trên địa bàn. Những người này ép sửa với giá từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng. Không những vậy, các nhóm phá xe này còn sử dụng trẻ em giúp sức để phá xe của khách. Các quán nước này nằm ở cả hai chiều quốc lộ 51, đoạn cách ngã ba nhân trạch vài trăm mét và có họ hàng với nhau. Suốt nhiều năm qua, hàng loạt người đi đường đã trở thành nạn nhân của nhóm phá xe này. Cụ thể tại quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt Linh Xuân, phường An Bình, thành phố Dĩ An Bình Dương, hai tiệm của hai ông Đàm Văn Long, 44 tuổi quê Thái Bình và Mai Văn Hòa, 35 tuổi quê Thanh Hóa đều đã đóng cửa bên ngoài tiệm sửa xe Tuấn Anh của ông Hòa treo một tấm bảng thuê kia ốt không cho thuê sửa xe máy. Được biết, ông Hòa đã trả mặt bằng khoảng 5 ngày trước và đi đâu không rõ. Chủ nhà cũng cho biết được công an vận động không cho người thuê nhà mở tiệm sửa xe. Với tiệm sửa xe văn minh của ông Long cũng trong tình trạng đóng kiến cửa, tháo bảng hiệu. Trước nhà cũng treo bảng cho thuê mặt bằng. Tiệm này đóng cửa cho thuê mặt bằng khoảng ngày 15 tháng 8, chỉ vài ngày sau khi báo đăng tải phản ánh hành vi phá xe ở tiệm sửa xe Văn Minh nằm gần cầu vượt Gò Dưa, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có ông Mai Văn Cường, 38 tuổi, quê Thanh Hóa phá xe. Tiệm này cũng đóng cửa và trả mặt bằng. Trong ngày 24 tháng 8, ghi nhận các tiệm sửa xe của Đỗ Bá Thước, 44 tuổi, Nguyễn Văn Đông, 39 tuổi, Hà Văn Đông, 31 tuổi và Trương Văn Tuấn, 23 tuổi, cùng quê Thanh Hóa đều đã đóng cửa. Nhóm này đều là họ hàng của nhau. Trong đó, tiệm của các ông Thước, Đông và Đồng vẫn mở cửa bán phở bán nước và cà phê võng. Một số khách vẫn còn dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống. Riêng tiệm của Trương Văn Tuấn thì đóng cửa, chạm mặt bằng. Toàn bộ đồ đạc sửa xe đều được dọn dẹp. Một tiệm sửa xe gần đó có mối quan hệ với nhóm Thước dầu cũng đóng cửa. Khi cơ quan công an mời làm việc, ông Đông, ông Thước và con trai ông Thước đều thừa nhận hành vi rút dây mô bin sườn xe của khách rồi vẽ bệnh lấy giá cao. Theo ông Đông, hành vi rút dây mô bin sườn của khách vào quán rồi loan tin hư xe ép sửa với giá cao đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Theo ông Đồng là từ năm 2018. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa chuyên nghiệp như hiện nay. Các nhà khoa học của Mỹ vừa tìm ra phương pháp tiêu diệt tế bào ung thư bằng cách dùng ánh sáng cận hồng ngoại để kích thích phân tử khiến chúng dung lên. Họ phát hiện ra phương pháp này có hiệu quả 99% đối với tế bào ung thư ác tính nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Phương pháp của họ là làm rung động phân tử được nhuộm đỏ bằng ánh sáng cận hồng ngoại, nó tạo thành thứ gọi là plasmon, nghĩa là sự dao động nhanh của các electron trong phân tử giống như cách chuyển động của sóng biển. Điều này làm cho màng tế bào ung thư bị vỡ. Kết quả được công bố trên tạp chí Nature Chemistry đến từ một thí nghiệm dựa vào các tế bào ung thư được nuôi cấy. Họ đã thành công ngoài mong đợi khi phương pháp mà họ gọi là máy khoan phân tử này tiêu diệt 99% tế bào ung thư. Phương pháp này cũng đã được thử nghiệm trên chuột bị ung thư hắc tố một loại ung thư da sát thủ và đạt được thành công. Nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục làm việc để tiến đến các thử nghiệm lâm sàng nhằm đưa phương pháp này vào các phác đồ điều trị thực thụ, cũng như thử nghiệm một số phân tử khác có công dụng tương tự. Nhà khoa học Cicero Alea Oroco, công tác tại Đại học ở Mỹ và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, sử dụng động được kích hoạt bởi ánh sáng cận hồng ngoại khiến bất cứ thứ gì bao quanh phân tử sẽ bị phá hủy, trong trường hợp này là tế bào ung thư. Ông cho biết, đến nay các nhà nghiên cứu đã tìm ra phương pháp gọi là máy khoan phân tử, có hiệu quả trong phòng thí nghiệm và trên chuột, nhưng vẫn gặp thách thức với việc chuyển phương pháp này sang áp dụng với con người. Chiều 24 tháng 8, tại phòng mổ, khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, thành phố Hà Nội, các y bác sĩ của bệnh viện này cùng với hàng chục đồng nghiệp từ Bệnh viện Việt Đức, thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh đã cúi đầu mặc niệm và tri ân tiễn biệt người đàn ông trẻ xấu số. Đó là anh NDT, 32 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, anh Tê được chẩn đoán chết não. Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn. Đó là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác. Đây là một hành động thể hiện tình thương yêu và sự hy sinh cao cả mang đến hy vọng mới cho những bệnh nhân đang mong chờ cơ hội được ghép tạng. Sau khi có chỉ đạo của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, trái tim của người hiến được vận chuyển vào bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân có bệnh lý tim nặng. Gan, thận, giác mạc của anh sẽ được ghép cho các bệnh nhân khác tại bệnh viện Việt Đức, Sanh Pôn và bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các kíp lấy tạng, chuyển tạng và ghép tạng của các đơn vị trên đã triển khai các hoạt động tại bệnh viện đa khoa Thành phố, riêng về trái tim được hiến tặng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông, đã trực tiếp chỉ đạo đội tuần tra dẫn đoàn, bố trí hai xe ô tô chuyên dụng cùng tổ công tác đến ngay bệnh viện đa khoa Thành phố để hỗ trợ. Các y bác sĩ và cảnh sát giao thông chạy đua với thời gian. Các lực lượng trên tuyến được huy động mở đường, tạo điều kiện tốt nhất cho xe của cảnh sát giao thông đưa mẫu lên sân bay. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ Chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngay khi trái tim của người hiến được chuyển đến, ekip y bác sĩ của bệnh viện Đại học Y Dược dưới sự hỗ trợ của ekip ghép tim bệnh viện Việt Đức thành phố Hà Nội đã tiến hành ghép tim ngay cho bệnh nhân. Đây cũng là ca ghép tim đầu tiên tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảng 10 tiếng đồng hồ, trái tim của chàng trai tại Hà Nội đã đập lại trong cơ thể người bệnh được ghép tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong hành trình vượt hàng ngàn km đó, gần 100 y bác sĩ, nhân viên y tế của ba bệnh viện Sanh Pôn, Việt Đức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng cảnh sát giao thông của hai đầu đất nước đã cùng phối hợp nhịp nhàng, kịp thời đưa món quà vô giá hồi sinh một cuộc đời mới.